Tập 11. Tôi nói thật với ông, có một thiếu gia giàu có quyền quý thích Lê Giang nhà tôi. Cậu ấy muốn hỏi cưới cháu gái tôi. Cậu ấy sẽ trả tiền. Phúc quản gia, nhanh lên đi. Chúng ta một tay giao người, một tay giao tiền. Thấy không? Đây là tiền sính lễ người ta đưa cho tôi. Chỉ với số tiền này đủ để dục Lê Giang về rồi. Làm gì thế? Trước khi đưa người đi, kẻ ước bán thân này không thể đưa cho ông được. Được, ông đợi ở đây. Trông chừng ông ta. Ông ta đừng có mơ. Lê Giang đã vào Đồng gia chúng ta 10 năm. Cô ấy đã là người của Đồng gia. Ông ta dựa vào đâu mà đưa cô ấy đi? Đại thiếu gia bớt giận. Khi xưa, lúc ký khế ước bán thân, thật sự là có một điều kiện. Ông ta có thể chuộc lại với số tiền gấp 5 lần giá bán. Nhưng đồng ý hay không là việc của chúng ta. Điều quan trọng là tùy thuộc vào thái độ của Lê Giang. Tôi không đi, tôi không đi đâu cả. Tôi muốn chăm sóc đại thiếu gia. Em đừng khóc, anh sẽ không để ông ta đưa em đi. Lão già này muốn dẫn em đi để đẩy em vào hố lửa nào đó. Phúc quản gia, bây giờ tôi sẽ đi nói chuyện với ông ta. Không, không được. Đại thiếu gia, chuyện nhỏ thế này sao có thể để thiếu gia ra tay? Có lời này của Lê Giang là được rồi. Tôi sẽ ra ngoài trả lời ông ta, để ông ta không nghĩ đến chuyện này nữa. Được. Đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ không để ai đưa em đi đâu. Lê Giang đâu? Lê Giang đã nói cô ấy không muốn đi với ông. Đại thiếu gia cũng nói giữ cô ấy ở lại. Ông còn đứng đây làm gì? Đi về đi. Vậy không được. Lê Giang là người của gia đình tôi. Bây giờ cô ấy là người của Đồng gia. Tôi có kế ước bán thân ở đây. Tôi biết ông còn có tiền nữa. Nhưng chúng tôi không đồng ý. Ông, các người cậy Đồng gia giàu có quyền lực đúng không? Tôi sẽ kiện các người. Cứ việc kiện. Ông, tôi nói cho các người biết, các người không giữ Lê Giang cả đời được đâu. Đi đi, mau cút đi. Đủ cho căn nhà cậy quyền ức hiếp người khác. Đừng lải nhải nữa. Đừng nhìn mẹ tôi nghiêm khắc như thế mà lầm. Thực ra từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi đã khổ tâm vì anh em chúng tôi rất nhiều. Lúc này biết thương đồng phu nhân rồi sao? Mẹ tôi rất thương tôi biết. Mã mặt ngựa đã trở về rồi, cô đã biết chưa? Tôi nghe nói rồi. Vậy là cậu ấy vẫn chưa đến thăm cô sao? Sao nhị thiếu gia lần nào cũng nhắc đến anh ấy? Chỉ sợ Mã thiếu gia đã sớm quên tôi rồi. Nếu hắn dám quên cô, tôi sẽ đánh gãy chân hắn. Nhị thiếu gia, có phải anh luôn cho rằng Ngọc Nguyên và Mã thiếu gia yêu nhau? Hai người là thanh mai trúc mã. Trước đây nhà tôi còn là gia đình giàu có. Nhưng bây giờ bộ dạng tôi thế này, làm sao mà xứng với Mã thiếu gia chứ? Tôi không thích nghe cô nói những lời như vậy. Sau này cô không được nói như vậy nữa. Được rồi, nói gì đó vui hơn đi. Gần đây tôi đang bắt bọn Nhật Bản. Cô có biết Kim Quản sự, Kim Bình An không? Là tôi bắt đó. Sao nào? Nhị thiếu gia, anh thật lợi hại. Nhị sư huynh, anh nhanh qua xem đi. Bên kia có người sắp không xong rồi. Nhị sư huynh, người này sẽ không ngõm chứ?
Cậu ngõm thì có, chứ hắn thì chưa. Hắn đói quá thôi, đưa vào trong trước đi. Nhanh lên. Sư phụ, sao rồi? Cơ thể rất yếu. Mau cho cậu ấy ăn chút cháo lỏng. Thật sự là đói sao? Cảm ơn. Ơn cứu mạng của ngài. Lý Quang Huy, nạn dân Đông Bắc. Hậu bối, suốt đời không quên. Cậu là người ở đâu? Tên là gì? Tôi là Lý Quang Huy, là người Đông Bắc. Chúng tôi thật sự không thể tiếp tục sống ở Đông Bắc nữa, nên chạy trốn. Vốn dĩ định đến Thiểm Tây cậy nhờ người thân, nhưng trên đường lại bị trộm hành lý, nên mới lưu lạc đến đây. Thật sự là không có cách nào nữa. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm TV. Tôi nghe nói chú Quang ở Đông Hà sẽ giúp đỡ người khó khăn, nên tôi muốn đến cầu cứu chú Quang. Không ngờ tôi vừa đến cửa thì đã ngất xỉu. Nếu đã như vậy, cậu cứ ở lại đi, nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Cậu tìm sư phụ tôi là tìm đúng người rồi. Sư phụ tôi chính là chú Quang tiếng tăm lừng lẫy đó. Ngài chính là chú Quang, Quang Kiến Vinh. Tôi biết chú là người tốt. Chú Quang, xin hãy cho tôi ở lại. Tôi đã thủ tiêu người Nhật. Bọn Nhật Bản đó là đồ tán tận lương tâm, làm nhục vợ tôi, sát hại cả gia đình tôi. Tôi bị người ta đánh ngất, bị đưa đi bằng xe vận chuyển xác. Chú Quang à, tôi không về Đông Bắc được nữa, nhưng mà tôi có đến Thiểm Tây thì cũng chưa chắc đã tìm được người thân. Tôi có thể làm việc cho chú, làm trâu làm ngựa làm gì cũng được. Cầu xin chú Quang, chú hãy cho tôi ở lại đi. Bình tĩnh. Thứ tôi cần là sự trung thành, tấm lòng nghĩa hiệp và lương thiện. Yên tâm dưỡng bệnh đi. Khi nào cậu khỏe lại, chúng ta sẽ tính chuyện sau. Triệu Sinh, sư phụ, chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Vâng thưa sư phụ. Xin mời. Cảm ơn. Thật không ngờ Tần tiểu thư lại có thể quay lại Đông Hà. Phu nhân, cái này vẫn mong phu nhân nhận lấy. Xin hỏi đây là? Đây là tiền mua đồng. Mong phu nhân đừng trách nhị thiếu gia. Tất cả là do cháu mà ra. Nói đến đây, tôi lại muốn hỏi Tần tiểu thư một chuyện. Phu nhân cứ hỏi. Cháu làm việc cho người Nhật phải không? Phu nhân, sao phu nhân lại nghĩ vậy?
Đúng hay không đúng? Phu nhân à, Tần Diệp là người Trung Quốc, không bao giờ làm việc cho người Nhật. Nói hay lắm. Vậy thì tôi hiểu rồi. Số tiền này tôi không thể nhận được. Phu nhân, kinh doanh là kinh doanh, làm sao có thể mua hàng mà không trả tiền? Đúng vậy, kinh doanh đích thực là kinh doanh, nhưng mà cũng phải xem là làm ăn với ai. Phu nhân à, dù sao đi nữa, số tiền này phu nhân nhất định phải nhận, không thể để Đồng gia tổn thất vì cháu được. Nếu tôi nhận số tiền này thì tôi là tự tiện bán đồng, nếu tôi không nhận thì là mất đồng. Đồng gia chúng tôi đều phải đưa ra một lời giải thích cho tỉnh và thị trưởng Mã. Vậy Tần tiểu thư nghĩ xem, tôi nên nhận hay là không nhận? 10.000 cân đồng đổi lấy ngày tháng bình yên thì tôi cũng không quan tâm số đồng đó lắm. Chỉ là với tình hình hiện tại, việc kinh doanh của chúng tôi cũng rất khó khăn. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Yifim TV. Các cháu cũng thiếu tiền. Phu nhân, ý của phu nhân Tần Diệp đã hiểu rồi. Cảm ơn phu nhân đã thấu hiểu sâu sắc. Số tiền này cháu sẽ cất giữ thay phu nhân. Vừa nhìn đã biết Tần tiểu thư là người thông minh. Nghe tôi khuyên một câu đi. Đông Hà rất nguy hiểm, cháu thật sự không nên quay lại. Tất nhiên tôi cũng không có quyền yêu cầu cháu đừng quay lại đây, nhưng ít nhất cháu nên tránh xa Đồng Thịnh Vương một chút. Như cháu thấy đấy, Thịnh Vương của chúng tôi chỉ là một cậu công tử bướng bỉnh chưa trưởng thành. Khoảng cách giữa nó với Tần tiểu thư thật sự quá xa. Tôi cũng vì nể tình hai người từng là bạn học nên giúp cháu lần này, nhưng sẽ không có lần sau. Nỗi lo của phu nhân Tần Diệp đã hiểu. Thịnh Vương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khách quý, cô vẫn không biết ngại mà quay lại à? Thịnh Vương, sao lại nói chuyện với bạn học như thế? Phu nhân, đừng trách cậu ấy. Cậu ấy giận cháu, cháu hiểu mà. Hiếm thấy ai rộng lượng như Tần tiểu thư đây. Thịnh Vương à, con tiếp đãi Tần tiểu thư cho chu đáo. Suy cho cùng các con cũng từng là bạn học, dù sao sau này cũng không gặp nhau nữa, đúng không Tần tiểu thư? Mẹ tôi nói vậy nghĩa là sao? Nhị thiếu gia, mời hai vị vào bên trong. Nhị thiếu gia, xin hỏi hai vị muốn uống trà gì? Cho một bình Bích Loa Xuân thượng hạng cho nhị thiếu gia hạ hỏa. Có ngay, hai vị chờ một chút. Còn biết tôi cần hạ hỏa sao? Cô quay lại đây làm gì? Lần trước đã trêu đùa như thế, giờ vẫn không từ bỏ. Lần này muốn chơi đến cùng với tôi à? Được, vậy tôi sẽ giữ thể diện này cho cô. Tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Cậu vẫn còn để bụng phải không? Được rồi, vậy tôi khẩn cầu nhị thiếu gia xóa bỏ hận thù, chừa cho tôi con đường sống được không? Chừa cho cô con đường sống. Còn chuyện cô đã hứa với tôi thì sao? Nói lời phải giữ lấy lời chứ. Nhị thiếu gia, đây là trà của cậu, hai vị cứ từ từ thưởng thức. Trà này pha với cỏ à, khó uống như vậy.
Cậu không xem sao? Xem thì xem. Gửi bạn học Trần Đức Phong. Phim được dịch, nhận được thư thì tốt. Do yêu cầu của người thân nên tôi đến Đông Hà mua đồng. Cũng may có bạn học Đông Thịnh Vương hào phóng giúp đỡ, việc kinh doanh cuối cùng cũng thành công. Tình bạn như vậy không khỏi khiến người ta nhớ về những ngày cùng nhau đi học. Thời gian ở Thượng Hải, chúng tôi đã có nhiều hiểu lầm với bạn học Đông Thịnh Vương, lúc nào cũng nhắm vào cậu ấy. Quả thực nông cạn và thiếu hiểu biết. Điều này khiến tôi vô cùng ưu sầu. Tần Diệp tôi thân là lớp trưởng, xin gửi thư đến bạn học, chính thức xin lỗi bạn học Đồng Thịnh Vương. Từ giờ trở đi, tôi muốn làm bạn với Thịnh Vương. Bạn sao? Tôi nhớ chúng ta nói là bạn gái mà. Cô thiếu một chữ thôi, nhưng lại thiếu đi nhiều ý lắm đấy. Cô không viết thư cho ai khác mà lại viết thư cho tên ngốc Trần Đức Phong đó. Tôi không chỉ viết cho một mình cậu ấy. Được rồi chứ, lớp chúng ta có 31 người, 17 người có thông tin liên lạc. Theo đúng thỏa thuận, tôi đã viết cho mỗi người một bức thư. Còn về bạn bè hay là bạn gái, Đồng Thịnh Vương, tôi hiểu cậu mà. Dùng cách này để khiến tôi trở thành bạn gái của cậu không phải là phong cách của cậu đúng chứ? Cô đợi một lát. Cô đừng ở đây gài bẫy tôi nữa. Điều quan trọng là tôi đã thắng. Có chơi có chịu thì tôi chấp nhận chịu thua rồi. Tôi cũng đã viết thư rồi mà. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, có được không? Trà này có ngon hay không? Không quan trọng. Quan trọng là có thể làm giảm cơn tức giận của nhị thiếu gia hay không. Tôi đột ngột lấy đi 10.000 cân đồng. Cậu thật sự không nghi ngờ gì sao? Cô có gì phải nghi ngờ chứ? Cô là phụ nữ thì tất nhiên là thật rồi. Cậu là người thông minh. Chính bởi vì chúng ta là bạn học cho nên tôi không thể hại cậu. Chuyện lần trước tôi sẽ luôn nhớ đến phần tình cảm của cậu. Nhưng mà thôi được rồi, càng nói càng xa. Cái gì gọi là hại chứ? Đồng Thịnh Vương tôi sợ cô hại sao? Thân phận của cô thế nào? Trong lòng tôi biết rất rõ. Tôi không quan tâm. Nhưng Đồng gia quan tâm. Mỏ Phục Hưng là sự nghiệp mấy đời của Đồng gia. Nó không thể bị hủy hoại trong tay cậu được. Tôi đã hứa với Đồng phu nhân rồi, sẽ không gặp cậu nữa. Mẹ tôi dựa vào đâu mà nói như vậy chứ? Đồng phu nhân thấu tình đạt lý, tốt nhất cậu nên nghe lời bà ấy, giữ khoảng cách với tôi, không cho cô gặp tôi. Cô còn chưa trở thành bạn gái của tôi đã nói chuyện chia tay với tôi rồi à? Đồng Thịnh Vương, cậu đừng chê tôi lắm lời. Vẫn là câu nói đó, đến bây giờ mà cậu vẫn không biết đối thủ của cậu là ai sao? Người Nhật đã để mắt đến mỏ của nhà cậu rồi. Tôi biết chứ. Phim được dịch, Thuyết Minh bình an. Chính tôi là người khiến hắn ta bị bắt đấy. Vậy cậu có biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này không? Tôi chỉ biết là tôi thích cô. Cậu có thể nào? Tôi thích cô. Cậu, tôi thích cô. Đồng Thịnh Vương, cậu là người trưởng thành rồi, cậu có biết không? Tôi biết.
Tôi chỉ biết là sau khi cô mất tích, tôi như phát điên lên vậy, bất chấp tất cả, trở về Thượng Hải để tìm cô. Tôi chỉ biết khi cô xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, lần này tôi nhất định phải giữ chặt cô. Tôi chỉ biết ngay cả khi cô lừa dối tôi, tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện để giúp cô và bảo vệ cô. Được. Cậu muốn tôi làm thế nào? Lúc nãy tôi nói nhiều như vậy cũng không phải là đang ép cô đâu. Nhưng ít nhất cô cũng phải thể hiện một chút thành ý của mình. Ít nhất làm bạn gái của tôi một ngày. Cái gì? Được. Điều kiện này không trái với nguyên tắc của tôi. Tôi đồng ý với cậu. Ngày nào thế? Tôi vẫn chưa nghĩ ra là ngày nào. Đợi tôi nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho cô biết thôi. Nhưng lần này cô không được nuốt lời đâu đấy. Nếu không tôi sẽ... Chị Lê Giang này, chúng ta đi xem son môi đi. Em lại tiêu tiền bừa bãi nữa rồi. Chị Lê Giang, chị thấy thế nào? Chị à, chị Lê Giang, anh buông chị ấy ra, không được đuổi theo. Còn đuổi theo, tôi sẽ xử cô. Đi đi. Cái gì? Còn nói, hắn ta còn nói nếu còn đuổi theo sẽ xử tôi ngay. Đại thiếu gia, anh mau cứu chị ấy đi. Phúc quản gia, lập tức thông báo với đội bảo an. Vâng, thiếu gia. Còn nữa, chuyện này khoan hãy nói cho mẹ tôi biết. Đại thiếu gia, cậu đi đâu thế? Đi nhầm chỗ rồi. Chẳng phải là đồng nhị thiếu gia sao? Cũng trùng hợp quá đi mất. Vị này là... Cậu xen vào làm gì? Đi nhầm thì mau đi ra đi. Đừng ở đây làm chướng mắt nữa. Sao con người cậu lại như vậy chứ? Tôi đi nhầm thôi mà, cậu cũng không thể mắng tôi được. Vị tiểu thư này, cô nhìn thấy rồi chứ? Con người cậu ấy thiếu phong độ như thế đấy. Không sao cả. Tôi đã chứng kiến cậu ấy thiếu phong độ nhiều lần rồi. Cô là loại người gì vậy chứ? Cậu đấy, đối mặt với một cô gái xinh đẹp như vậy, chú ý thái độ một chút đi. Tôi nói chuyện như thế nào với bạn gái tôi thì liên quan gì đến cậu? Bạn gái? Cậu ấy nói đùa đấy. Tôi là bạn thời đại học của cậu ấy. Tôi tên Tần Diệp. Phim được dịch thuyết lên chào Tần tiểu thư. Tôi là Mã Cao Hùng. Xin chào. Tôi không có giữ cậu lại uống trà. Tôi và Tần tiểu thư có duyên với nhau. Nói vài câu không được sao? Nào, Tần tiểu thư, tôi cũng rót cho cô một ly. Cảm ơn. Mã Cao Hùng. Vậy thì trưởng Mã là cha tôi. Cha cậu ấy gọi là Mã Mặt Ngựa. Còn cậu ấy gọi là Mã Mặt Ngựa con. Cô nghe thấy rồi chứ? Cậu ấy luôn đặt điều sau lưng cha tôi. Chả có chút văn hóa nào cả. Còn là sinh viên nữa đấy. Tần tiểu thư, mặc dù hai người là bạn học, nhưng cô không hiểu cậu ấy bằng tôi đâu. Hai chúng tôi đánh nhau từ nhỏ đến lớn. Nếu cô muốn biết chuyện gì của cậu ấy thì cứ việc hỏi tôi.
Tôi nói cho cậu biết, bổn thiếu gia đây là người quang minh chính trực, không giống một số người rõ ràng là người vô tích sự, là giả vờ làm anh hùng. Tôi phát hiện cách giao tiếp của hai người bạn thân các cậu thật sự rất kỳ lạ. Ai là bạn thân của cậu ta chứ? Không phải bạn thân. Vậy cậu ở đây làm gì chứ? Tôi đại diện cho thành phố Đông Hà chào đón Tần tiểu thư. Không được sao? Không được. Tần tiểu thư, lần này cô đến Đông Hà là để... Tôi đến từ công ty Tam Hâm Bắc Bình, đến Đông Hà để phụ trách việc mua đồng, đồng tinh luyện. Vậy cô tìm nhị thiếu gia là tìm đúng người rồi. Công là công, tư là tư, tôi phân biệt rất rõ ràng. Ở cạnh Thịnh Vương, chúng tôi chỉ nói về tình bạn thôi. Thời còn đại học, chắc Tần tiểu thư cũng đã chứng kiến những chuyện sằng bậy của nhị thiếu gia rồi chứ. Cậu ấy đúng là có hơi thích quậy phá. Nhưng mà trong mắt tôi, bạn học Thịnh Vương nhiệt tình giúp đỡ người khác, thích làm việc thiện, không bao giờ bắt nạt các bạn học yếu hơn mình. Các hoạt động của chúng tôi thiếu kinh phí, lần nào cậu ấy cũng hào phóng giúp đỡ. Tôi nói không sai chứ? Số tiền nhỏ này không là gì đối với cậu ấy cả. Vậy sau khi hai người tốt nghiệp vẫn luôn liên lạc với nhau, hay là đặc biệt đến Đông Hà tìm cậu ấy? Tất nhiên là có liên lạc rồi. Đúng vậy, tất nhiên là có liên lạc rồi. Nhưng mà cậu hỏi tường tận như vậy để làm cái gì chứ? Tôi chỉ tò mò thôi mà. Sau khi cô tốt nghiệp vẫn luôn ở Bắc Bình sao? Không thể so với hai vị thiếu gia đây. Mẹ tôi là giáo viên trung học, sau khi tốt nghiệp thì tôi đến công ty Tam Hâm thực tập. Sau đó môi trường xã hội ở đây quá khắc nghiệt, cho nên tôi đã trở về Bắc Bình. Nhưng mà bây giờ tôi lại bị cử đến Đông Hà rồi. Còn Mã thiếu gia thì làm gì thế? Cậu ta à, làm ở quân đội trung ương. Quân đội trung ương thật không đơn giản mà. Tôi khác với Thịnh Vương, cậu ấy đi học, tôi thì nhập ngũ. Có điều để cô cười chê rồi, tôi chưa tham gia nhiều trận chiến. Không tham gia nhiều trận chiến, cậu từng tham gia chiến đấu sao? Trận chống cộng ở Giang Tây vào 3 năm trước, tôi cũng lập được công đấy. Còn mặt mũi nhắc đến tiêu diệt đảng Cộng sản à? Chẳng phải chỉ là đánh đảng Cộng sản thôi sao? Ba tỉnh Đông Bắc đã mất hết rồi, sao cậu không đi thử xem? Tôi đảm bảo cậu sẽ trở thành lính đào ngũ đầu tiên. Chống giặc trong trước, chống giặc ngoài sau, đó là nguyên văn của ủy viên trưởng. Chiến tranh chứ không phải chơi đồ hàng. Đánh người của chính mình mà không biết xấu hổ. Sao đột nhiên Mã thiếu gia lại về Đông Hà thế? Tôi xa nhà đã 3 năm, cũng nhớ nhà rồi. Vì thế đã xin nghỉ phép dài hạn để về thăm nhà. Phim được dịch, tôi hiểu mà. Chắc thị trưởng Mã vui mừng lắm. Đồng Thịnh Vương ơi, Đồng Thịnh Vương, cậu mau học hỏi bạn của cậu kìa. Cậu xem người ta đi, đoan trang, hiền thục, tự nhiên, hào phóng. Rồi cậu nhìn lại mình xem, như kẻ vô công rỗi nghề. Ý cậu là gì đây? Không phục thì tiếp tục đấu tiếp đi. Tôi không đấu với cậu. Có bạn của cậu ở đây, nếu cậu thua thì mất mặt lắm. Tần tiểu thư, lần này cô về Đông Hà chắc là ở lại lâu dài, có lẽ sẽ ở lại một thời gian. Vậy thì tốt. Ngày tháng còn dài, hôm khác chúng ta nói tiếp. Tạm biệt. Tôi nói nhiều với cậu ta làm gì? Không phải là bạn của cậu sao? Tôi khinh bạn cái gì chứ? Nhưng tôi cũng không thể phớt lờ cậu ta được. Cô là bạn gái của tôi, cô nên đứng cùng phe với tôi mới phải. Tôi đối xử với cậu ta thế nào thì cô đối xử như thế đấy. Không có sự cho phép của tôi thì không được tốt với cậu ta. Được rồi, cậu ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu có thể nào bớt ngốc lại không?
Sau này, chúng ta ít gặp sẽ tốt hơn. Tôi không muốn liên lụy đến cậu. Đợi một lát, ai là đồ ngốc chứ? Tại sao không muốn gặp tôi? Lúc nãy đã nói làm bạn gái của tôi một ngày mà. Tôi nói cho cô biết, tôi không sợ bị liên lụy. Nhưng tôi sợ. Tần Diệp, ý của cô là sao? Cô gái này không có lý do để tiếp cận Đồng Thịnh Vương. Cậu theo dõi cô ta đi, xem thử cô ta ở đâu. Chú ý đừng bước dây động rừng đấy. Được. Trời ơi, Lê Giang đang ở đâu? Cậu là ai thế? Tôi là Đồng Thành Nghĩa. Trời, đại thiếu gia à. Lê Giang đâu? Đại thiếu gia, có gì từ từ nói. Tôi hỏi ông, Lê Giang đi đâu rồi? Lê Giang chỉ là nha hoàn thôi. Không đáng để cậu phải lo lắng như vậy đâu. Có phải không? Có người chuộc nó để cưới nó rồi. Đây là phúc phận nó tu từ kiếp trước mới có được. Cậu cứ chấp nhận mối hôn sự này đi. Người ta nói rồi, đợi sau khi động phòng xong thì tiền bán thân của Lê Giang sẽ được đưa đến Đồng Phủ. Cậu cũng không có lỗ đâu. Tôi hỏi ông lần cuối cùng, ông đưa Lê Giang đi đâu rồi? Đừng thế mà đại thiếu gia, cậu nóng vội cái gì chứ? Đại thiếu gia, ông có tin tôi xử ông không? Đừng mà, tôi xin cậu đấy, tôi sẽ nói. Tôi sợ cậu rồi đó. Nó ở trong Phúc Mãn Lầu, phòng 308. Tần Diệp, sao cô lại quay về rồi? Đã chuyển đồng qua đó chưa? Yên tâm đi, 10.000 cân đồng tinh luyện, xưởng công binh có thể dùng đến hết năm luôn. Lần này tôi trở về là có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới ư? Đây là tiền mua đồng mà tổ chức trả cho đồng gia. Nhưng đồng phu nhân không chịu nhận. Bà ấy biết rõ tôi đang làm việc cho ai và rất thông cảm cho chúng ta. Hiếm khi đồng phu nhân lại thấu tình đạt lý như thế. Vì vậy, ý của tổ chức là ủng hộ mỏ phục hưng của đồng gia. Mục đích chính của việc tôi quay lại đây đó là đề phòng người Nhật nhúng tay vào mỏ phục hưng. Ý của tổ chức là chúng ta phải bảo vệ đồng gia, giúp họ có được quyền khai thác mỏ Bắc Sơn. Nhất định không thể để mỏ Bắc Sơn rơi vào tay các phần tử thân Nhật. Chúng ta còn phải tiếp tục qua lại với đồng gia. Tổ chức muốn tôi thường trú ở Đông Hà. Đúng rồi. Để không cho kẻ thù nghi ngờ, Dương Phát tạm thời ở lại đội du kích. Nếu cần thì mới bảo anh ấy đến Đông Hà thường trú ư? Chuyện về đồng vẫn chưa xong. Nếu thị trưởng Mã tiếp tục điều tra thì sẽ nghi ngờ cô. Là tôi chủ động yêu cầu trở về. Tại sao? Lần này cô lập công lớn cho xưởng công binh và khu căn cứ rồi đó. Nói thật thì đều là công lao của Đồng Thịnh Vương. Không ngờ cuối cùng vẫn là cậu ấy giúp tôi. Cái cậu Đồng Thịnh Vương này xem ra không giống như những gì người khác nói. Không sai, chúng tôi là bạn học đại học. Tôi cũng coi như là hiểu cậu ấy. Vì vậy tổ chức đã quyết định đồng ý cho cô quay lại Đông Hà. Thật ư? Bảo vệ mỏ phục hưng, không được để người Nhật nhúng tay vào. Rõ. Mọi chuyện bắt đầu vì tôi. Tôi không thể bỏ đi như thế. Nếu như cô đã về thì hãy nói thử kế hoạch của cô xem. Kim Bình An đã bị đưa đến tỉnh thành, chúng ta không nhúng tay vào được. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể thông qua người nhà hắn điều tra xem ai là cấp trên của hắn. Được rồi, tôi sẽ bảo thợ may Lưu đi thám thính thử. Đúng rồi, anh có biết gì về cái người tên Mã Cao Hùng này không? Con trai của thị trưởng Mã, Mã Cao Hùng. Vài năm trước cậu ta đi lính, nghe nói vẫn luôn ở quân đội trung ương. Quân đội trung ương ư? Không giống.
Hôm nay tôi đi gặp Đồng Thịnh Vương thì cậu ta đột nhiên xông vào. Tôi nghĩ cậu ta nhất định có mục đích khác. Trong lời nói của cậu ta luôn có ý thăm dò tôi. Tôi lo là cậu ta sẽ cản trở nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta phải cẩn thận hơn với người này. Được, tôi sẽ báo cáo chuyện này với vẹt, rồi tìm người điều tra cậu ta. Số tiền này anh sắp xếp người gửi lại cho tổ chức đi. Đây là một phần kinh phí rất lớn đấy. Tránh ra. Thằng nhóc cậu là ai thế? Dám làm hỏng chuyện tốt của tôi. Đại thiếu gia, có phải hắn đi đời rồi không? Không sao đâu, yên tâm, có anh ở đây, em đừng sợ. Đại thiếu gia, người là do em đâm, anh mau đi đi, đừng nói mấy lời ngu ngốc đó. Sao các cháu vẫn còn đứng đây thế? Cậu à, gan của cháu cũng to thật đấy. Sao cháu lại đi đâm người ta cơ chứ? Cậu muốn thế nào? Cậu là cậu của cháu, cậu có thể làm gì chứ? Đi mau đi, ở đây cứ giao cho cậu xử lý. Cháu cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không tin phải không? Chẳng nhẽ cậu lại đi báo án, bảo người ta tới bắt cháu sao? Chuyện lúc trước giữa cậu với mẹ cháu đều là hiểu lầm. Một cây làm chẳng nên non mà. Cháu là con cả của Đồng gia, tương lai Đồng gia đều phải trông cậy vào cháu. Người làm cậu này không bảo vệ cháu thì bảo vệ ai chứ? Hai nhà Đồng Võ sớm muộn gì cũng phải gạt bỏ thù hận, chung sống hòa thuận. Cảm ơn cậu. Đừng nói gì nữa hết, cháu mau đi đi. Nhanh lên, rời khỏi đây đi. Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng thấy hai con yên lặng như thế này ở trên bàn ăn. Hai đứa có gia giáo như vậy từ khi nào thế? Mẹ ơi, mẹ đừng nhìn con như thế chứ. Con biết là trong mắt mẹ, con là đứa không có gia giáo nhất. Con biết rõ thì tốt. Thằng cả à. Dạ mẹ. Đầu của con sao thế? Không sao ạ. Đi đường không cẩn thận nên đụng phải người ta thôi. Sau này chú ý một chút. Anh cả à. Anh cả, hồn vía anh đi đâu hết rồi? Em ủ rũ không có tinh thần thì mẹ biết là vì sao. Còn anh sao thế? Em không có đến mỏ gây rối cho anh đâu. Không phải chuyện của em. Thành Nghĩa, khoảng thời gian này có phải là con mệt rồi không? Nếu mệt thì ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Thật sự không sao đâu mẹ. Đúng rồi, tâm trạng của anh không tốt. Có phải là do anh với cái người Lão Vương gì đó? Tôi xin lỗi phu nhân, tôi sai rồi. Không sao. Lão Vương là ai thế?
chỉ là một tên nghiện cờ bạc thôi. Anh cả à, việc của anh chính là việc của em. Em đã giúp anh dạy hắn một bài học rồi. Chuyện của anh, em bớt xen vào đi. Anh tức giận cái gì chứ? Anh ăn no chưa mà đi thế? Mẹ, mấy ngày nay anh cả hơi nóng tính, mẹ đừng để ý nha. Mẹ à, mẹ ăn thông thả nha, con cũng no rồi. Nhị thiếu gia, phim được dịch cô nói thật cho tôi biết, rốt cuộc anh trai tôi bị sao vậy? Anh ấy vẫn ổn mà nhị thiếu gia, cậu suy nghĩ nhiều rồi, ăn nói vớ vẩn. Nếu không có chuyện gì thì sao cô lại khóc? Cô tưởng tôi không nhìn thấy hả? Vừa rồi tôi bị cay mắt vì lỡ quẹt ớt lên mắt thôi. Đứng lại, anh trai tôi không bao giờ nổi giận với tôi. Chẳng lẽ hôm nay anh ấy uống nhầm thuốc ư? Cô thân cận với anh ấy nhất, nói tôi biết đi, rốt cuộc anh ấy bị sao thế? Đại thiếu gia, gần đây có thể hơi mệt chút thôi. Nhị thiếu gia, nếu cậu thực sự không yên tâm thì cậu có thể tự đi hỏi. Nếu không có việc gì khác, tôi đi trước đây. Anh cả nhất định là có vấn đề, chắc là vẫn do lão Vương đó giở trò. Ngày mai đi tìm ông ta. Dạ vâng. Chào Tham Nghị Ngô, ngồi đi. Vâng. Người mà Đông Hà đưa đến đã thẩm vấn chưa? Đã thẩm vấn rồi, đã hỏi ra toàn bộ quá trình rồi. Là do nhị thiếu gia Đồng gia Đồng Thịnh Vương tự ăn trộm đồ nhà mình. Hắn đã đánh cắp 10.000 cân đồng. Tự trộm đồ nhà mình ư? Sao cậu ta lại làm thế? Có khả năng liên quan đến đảng Cộng sản. Cái tên Kim Bình An đó không thể chắc chắn. Rốt cuộc ai là người mua? Tôi đoán vào lúc này mà có người dám mạo hiểm như thế thì không có ai khác ngoài đảng Cộng sản. Đồng gia thông đồng với Cộng sản ư? Nhưng trong bức điện báo mà Đồng phu nhân gửi cho tôi, nói người cướp đồng ở nhà ga là người Nhật.